không biết là cái nhận thức đúng thì đúng như nói là đúng về hiểu về bản chất, hiểu mình, hiểu người, hiểu về đúng bản chất của vũ trụ đúng không? Nhưng cảm giác cái này hiểu mình thật sự là hiểu mình thì nó cũng khó, hiểu người nó cũng càng khó hơn, mà hiểu về quy luật thì nó càng khó nữa đúng không? Em cảm nhận nó rất là khó. Và em không biết là nếu mà mình hiểu đúng thì lấy cái gì làm quy chiếu để mình cho nó là đúng. Và khi mà chúng ta còn đang hoang mang nên là chúng ta mới cần có những cái sự chỉ dẫn và những cái kiến thức, những cái chân lý từ cổ đại để lại, là để giúp cho những cái người mà bây giờ chúng ta còn đang chưa biết cái gì là thật, cái gì là bản chất, thì làm sao chúng ta hiểu được nó, đúng không? Thế nên là vì thế nên mới có những cái hệ thống vô cùng sâu rộng, vô cùng chi tiết mà đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Hindu, các loại đạo luôn, để lại những cái lời dạy cổ đại này. Bởi vì có những cái vị thầy mà họ đã giác ngộ, họ đã dành vô cùng nhiều thời gian, nhiều đời, nhiều kiếp để mà thanh lọc, để trong cái trạng thái giác ngộ họ nhận ra được cái bản chất đó. Cái đấy là cái nhận ra được bằng trải nghiệm luôn, chứ không phải là chỉ là lý thuyết nữa. Thì khi mà họ trải nghiệm được thì họ sẽ để lại những cái kiến thức này, những cái bài giảng này. Và bởi vì bây giờ mình đang hoang mang, mình chưa biết đâu là thật, đâu là bản chất, thì mình mới cần phải có được những cái gọi là đọc đã, nghe đã về những cái kiến thức này, những cái bản chất, những cái lời dạy này, để mình tạm thời là hình dung đã, hiểu về lý thuyết đã. Và vì thế nên lúc nãy chị cũng có nói đến đấy, là khi mà chúng ta bắt đầu thanh lọc được bớt những cái tần số rất là đặc, rất là nặng, những cái che mờ, những cái nhận thức của mình, thì tự nhiên mình sẽ dần dần vỡ ra một số thứ, những cái kiến thức mình đã nghe nhiều rồi, trước đây nghe nhiều rồi, mình không nghĩ nó là chân lý, mình không nghĩ nó là bản chất, nhưng dần dần mình bắt đầu ngộ ra. Mà thực ra những cái thứ đấy mình đã được nghe, được đọc vô cùng nhiều ở rất nhiều nguồn của tất cả những cái vị thầy từ trong lịch sử để lại. Mà những cái bản chất đó thì chúng ta nếu như có thời gian thì đọc và nghe kỹ về những cái như là Tứ Diệu Đế, những cái giải thích về duyên, về nghiệp, và những cái về ngũ uẩn, rồi vô thường, vô ngã. Khi mà chúng ta đọc hết đã, hiểu được lý thuyết đã là tốt rồi, đã là có những cái nhận thức đúng ban đầu rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng không nên quá vội vàng ở chỗ đó là mình vẫn chưa nhớ được hết, chưa thuộc được hết, chưa ngấm được hết. Không sao, nó là cái sự khởi đầu. Cái con đường bát chánh đạo bắt đầu từ cái việc đó là nhận thức đúng bằng việc nghe, bằng việc đọc. Và sau đó là rèn luyện giới, định tuệ, để cái nhận thức đúng đó được vỡ, vỡ ra trong chính mình, tự mình ngộ ra. Và sau đó mình lại bắt đầu quay trở lại rèn luyện thêm về giới, định tuệ để nâng lên những cái tầng thanh lọc hơn. Và cứ như thế, mỗi lúc mà thân thể, tâm trí, cảm xúc, động cơ, nghiệp lực của mình được thanh lọc bớt một chút nào đó, mình vỡ ra một số thứ, và nó lại quay trở lại cái nhận thức đúng đó, nó lại dẫn đường tiếp cho mình để tiếp tục rèn luyện giới, định tuệ để mà tiếp tục thanh lọc hơn. Đó, thì trong thời điểm hiện tại mình hãy cứ bao dung biết rằng mình chưa nhận thức được đâu là bản chất của vấn đề, nên mình mới phải đọc, phải học, phải nghe, và mình tìm hiểu từ những cái kiến thức cổ đại. Hiểu được đã, lờ mờ hiểu thôi, không cần phải hiểu hết được, không ai hiểu hết được ngay lập tức cả, lờ mờ đã. Sau đó mình cứ thanh lọc và rồi dần dần vỡ ra, rồi lại tiếp tục, cứ thế, nó là một cái vòng đi lên, vòng xoắn ốc đi lên.